một lít nó tắt rồi. Một con giò đẹp. Một đầy đủ đi. Đây cho nước. Bà tôi là mẹ tôi phải không nhỉ? Dạ dạ. Hai con cô trong nữa. Hai con công ba đặc biệt. Ủa. Hai cua không? Hai cua không, ba đặc biệt. Ba trời đồ. Ba đặc biệt hả? Thì chụp bứng lửa lại chứ cua đồ cánh cua nữa nghe. Quay đi mẹ đi tắt nữa kìa. Hai đã tắt một cái đạn. Quay đi hai tắt một cái đạn nghe. Toàn trọng Huế không, hình như gia đình mình đã hết luôn à? Dạ dạ. Tô này nhiều vậy anh? Tô này 50 đặc biệt. Ôi 50 mà nhìn đây đàn 2. Rồi đẹp cua không luôn. Rồi là đặc biệt lắm. Rồi hai không do rồi. Hai tôi không do, ăn chưa bé? Em ngồi đâu vậy? Hai không mày lắm, mày lắm nghe. Rồi gì cảm ơn. Rồi đọc điểm nghe. Đọc điểm rồi. Đài đài của mình. Đó đủ 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 đặc biệt rồi nha. Đặc biệt đủ đó hả? À, xin kính chào cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn nha. Cả nhà ơi, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi ăn món bánh canh cua nhé. Và một cái điều đặc biệt là đây là món bánh canh cua của người Huế. Bánh canh cua mà tôi nghe từ mà tôi là biết của người Huế ha. Người ta đang bán ngay phía trong đó các bạn này. Mình sẽ giới thiệu một chút xíu về cái đường ngày hôm nay nhé. Đây là cái đường Bàn Kiếp nhé. Quán bánh canh thì nằm ở đây. Còn đây là đường Bàn Kiếp nối dài ra phía ngoài kia là đường hình như là đường Phan Đăng Lưu á. Hình như mình nhớ như vậy, đường Phan Đăng Lưu. Còn đây là đường Bàn Kiếp nối dài. Đây là một quán bánh canh mang phong cách người Huế nha các bạn. Quán bánh canh có tên là Mà Tôi. Quán này nhìn sơ qua ban đầu mình thấy bình dân lắm các bạn ạ. Hôm nay đi trời mưa rồi thì nó nhìn nó chứ bình thường mà không trời mà không mưa thì ngồi dài như thế này. Còn mưa ngồi phía trong nhá. Ô không hả? Ờ nhiều nhẹ. Anh lưu dịch được đi hả? Anh lưu dịch được đi không? Thì là anh hiểu chứ không? Đưa cái điện thoại có chút không chạm không nhau. Rồi cua không của anh? Rồi tiếp. Anh đã tắt nhau luôn rồi. Anh thấy đồ của chi nè. Anh thấy đồ của chi có rồi. Đây là con bánh canh mà tôi nha các bạn. Ở đây thì có địa chỉ là số 53 đường Bàn Kiếp, phường 3 quận Bình Thạnh nha. Và có số điện thoại của quán luôn. Ở đây thì có giờ bán luôn là bán từ 2:30 cho tới 10:30. Và đây đặc biệt thì có các món có giá từ 35.000 cho tới 50.000 là đặc biệt nha, đầy đủ nha. Ngoài ra thì có bánh lọc lá là 35.000 10 cái. Bánh lọc của mình trong này. À chỗ này ngon lắm hả? Ngon lắm. Mình bán này sao chú? Chục 35. Rồi chục 35 là cái này ha. À. Bánh lọc lá chuối, cái này gia đình mình làm luôn. À mình làm luôn à. Ôi. Huế mà. Huế luôn, chú cho con bọc đi. À. Này nhà mình nhá chị. Cái này thuê trai chứ tiền đâu mà. Gia đình mình người Huế hết luôn à? Dạ. Tính là mình bán này lâu chưa chị? Em bán được chục năm rồi anh. Chục năm là đây luôn. Đâu nó linh đinh rồi xong tới đây chứ đâu có đây có 5 năm à. À mới đây 5 năm à, còn trước kia cũng đi khắp nơi ha. Dạ. Ở đây em thấy cái sợi bánh canh của mình nó bự chị nhỉ, cái này là gọi là bánh canh gì ấy chị? Bánh canh bột gạo anh, luồn là hai loài à. Bột gạo và bột nắng hai loài đó. Hình như cái này mình cắt bằng tay sao thì em thấy dạ, nó là bằng tay anh trai nè. À làm bằng tay luôn hả? Dạ. À, chị em thấy có sợi to, sợi nhỏ. Chưa, bằng tay, cắt bằng tay chứ không có làm bằng máy. Vâng. Bánh canh bột gạo làm bằng tay. Đông chưa nhỉ? Dạ, giờ mấy ngày nay mưa bằng anh ơi. Nhưng
cái này là vắng nữa hả? Vắng. Thế này mới tới thấy ngồi hết cả bàn luôn mà. Bữa chiều giờ bây giờ phải bán được bánh nè. Vâng. Bữa chiều giờ. Ở đây là mình có bán qua cái app nào không chị? Dạ có. Mình bán qua Nào với Bi. Nào với Bi. Dạ. Có hai thằng đó thôi à? Dạ. Mấy anh đó tự cho lên với em. À. Anh lên nước, anh nước qua này nè anh. Tô này mình đang làm là bao nhiêu chị? Dạ 40. 40. Các bạn tham khảo một phần 40 nha. 40 là giò không đúng không? Giò trà đấy, có trà vì cho đầy đủ hết má. À, cái trà đó là trà gì ấy chị? Đây trà trà bò và lại trà cua. Trà bò và trà cua hai loại trà. À. Cô Tố không biết nghe chị. Dạ. Chị tên gì? Dạ em tên Hiền. Chị Hiền. Dạ. Mà tôi là mẹ ha. Dạ. Mẹ đây còn bán không chị? Mẹ em nấu ở nhà rồi anh. À mẹ nấu nhà đem vào đây ha. Dạ hồi xưa thì mẹ bán. Vâng. Nãy giờ trong này em nghe là toàn hình như là người Huế hết hả? Dạ gia đình người Huế hết. Người Huế hết luôn. Trong đó người Huế hết đúng không? Nghe giọng Huế dễ thương. Dạ. Cái quán này đừng là nó dạng rất là bình dân thôi các bạn ạ. Nó ngồi những cái bàn ghế nhựa như thế này này, rất là bình dân. Và cái chỗ bán thì cũng đối diện với chỗ mình ăn luôn. Nói chung là không gian nó quá trời mở luôn. Và các bạn có thể ngồi phía ngoài này ăn nha, hoặc vô phía trong nhà. Ở trong nhà thì đằng sau đấy, đằng sau chị Hiền đấy. Đằng sau thì đi vô phía trong là sẽ có một cái nơi bán ở nha, hai nơi bán nha. Đấy, cái chỗ bán thì nó cũng rất là đơn giản. Thì có một cái nồi bánh canh và một cái quầy set up đồ ăn thôi. Rất đơn giản. Ở đây thì mình thấy là người ăn ra vô liên tục luôn. Giá thì từ 30 cho đến cao nhất là 50. Ở đây thì mình thấy có bánh quẩy này. Một tô thì có giò, có huyết, có trứng, có bánh canh. Làm này sang cái phần bánh canh này không cũng vất vả gì nhỉ? Vất vả vì thấy cái bánh canh này mà làm tự làm này sắc quá trời à. Cái này là càng cua càng cúng hay càng gì chị? Người kêu cua, người kêu cúng. Muốn kêu sao kêu ha. Ủa ở đây em thấy có cái tô to là như thế nào chị? Để mà phân biệt đó anh, cái này cái nào có giò, cái nào không giò á. À, là cái này là đặc biệt đó ha. Cái này là không giò. Không giò. Cũng là tiền á. Là tức là mình nấu ở nhà mình đem ra đây. Dạ. Cứ thế mà tới 12 giờ đêm. Ôi ôi, thế tới 12 giờ đêm luôn. Tô nồi bánh canh tràn vào đây các bạn ạ. Đồ mau quá luôn. Có cảm giác cái nước bánh canh nó rất là sệt. Cái này là mình nấu ra là nó sệt tự nhiên hay là kiểu nó mình có hay là mình làm cho nó sệt chị? Không. Bánh canh này là đồ chứ đó. Nấu nước lèo lên xong đổ bột vô là nó quậy nó tự nó ra. Là cái nước bột nó làm cho nó sệt ha. Dạ. Bột mà nó ra nó cho nó sệt. Không có thể bột gì hết trơn á. Vâng. Nồi bánh canh một cái nồi bánh canh đặc sánh nhìn rất là ngon. Rồi các bạn ơi, như vậy đây là mình mới kêu ra một tô.
Ở đây thì tô thì có từ 30 đến 50, nhưng mà hôm nay thì mình ăn tô đầy đủ 50 xem ở đây thập cẩm nó có cái gì nha. Đây là tô 50 này, một tô rất là đầy. Đấy, một tô 50 thì ở đây mình thấy là có bánh canh nha, rồi có một cái giò. Cái giò, cái này là một cái giò gọi là giò, cái này giò gân nha. Giò heo thì có giò gân và giò nạc. Đấy, đây giò gân, rồi đây là có huyết, có cẳng cua, có cái này là thịt cua. Thịt cua, thịt cúng, cẳng cua, cẳng cúng á, cái nào các bạn gọi gọi như thế nào gọi nha. Rồi đây là bánh canh. Đấy, bốn canh này, bánh canh bột. Cái này là bánh canh gạo nha, bánh canh bột gạo tự làm từ sắt. Rồi có trứng cút. Thì nó ra. Đấy, nói chung là một cái tô nó khá là đầy đặn các bạn nha. Đấy, có cả cái phần cà cua này. Đấy, có phần cà cua luôn. Đấy, một tô đầy đủ như này là có giá là 50 ngàn nha. Thế nhưng mà nhìn tô đầy đặn quá các bạn ơi. Và ở đây thì mình thấy là có thêm lúc cái này là mình viết thêm nha. Cái này năm mình cũng biết cái này, nhưng mà lúc này ngoài lề một chút xíu là lúc này có bạn bên cạnh bạn mình này, bạn ấy đi về rồi, bạn nói là ăn cái bánh này ngon, chắc là mình kêu ăn thử đi, cho nên là mình kêu cái này. Bánh này là một bọc này là 35 ngàn, 35 ngàn 10 cái. Nếu mà các bạn gọi người ta đưa nguyên bọc cái này cho mình luôn này. Thôi gửi ra ăn cái bánh bột lọc trước. Bánh bột lọc ở đây mua dạng mang về có nước mắm này. Cho nên nhưng mà thôi để mình thử cái bánh bột lọc trước luôn nha. Cái này là bán thêm nằm ngoài kế hoạch, nhưng mà mình sẽ thử vì bánh bột lọc là một cái món rất là nổi tiếng của người Huế. Bánh bột lọc còn gói bằng lá chuối. Wow, thơm. Đây. Ôi. Đây các bạn này, bánh bột lọc nhân tôm. Đấy. Có nguyên một con tôm luôn. Mình được ăn một cái không chấm nha. Gói bằng lá chuối là thấy ngon rồi đó. Mời cả nhà. Wow. Bánh bột lọc ngon các bạn ạ. Rất là dẻo và dai. Con tôm ở trong này người ta rim lên, trong người ta làm chân. Ôi bánh bột lọc ngon. Lâu quá rồi ăn được bánh bột lọc phế kiểu như thế này. Ôi trời mưa à. Đang ăn thêm kể mưa các bạn ạ. Phải đặt chảy mưa vô trong này để thay đổi khung hình. Rồi cái bánh bèo Huế bột lọc này ngon nha. Nói chung hồi này đang ăn lời giờ là 10 trời mưa phải chạy vô đây các bạn ạ. Đây này. Nếu như cái bánh bột lọc Huế này nó nằm ngoài cái hành, nhưng mà ăn thấy ưng ý nha. Nó thơm, cái lá chuối người ta gói bằng cái lá chuối nó thơm quá. Cái này nằm ngoài cái hành nha, nhưng mà ăn rất là ok. Ở đây là nó ngon vì cái nhân tôm các bạn. Nhân tôm người ta xào lên, người ta rim lên, sau đó người ta làm cái nhân. Cái nhân của nó kiểu mặt ngọt ngọt đó, ăn rất là cuốn và cái lá chuối nó thơm quá. Thôi quay trở lại với cái tô bánh canh nha các bạn này. Đây là tô bánh canh 50 ngàn nha, chất lượng à. Đấy, cái nước bánh canh nó sền sệt nha, vì cái này là bột gạo á, trong người ta nấu người ta chắt ra bỏ vào nước tự động nó sệt luôn, thử nước trước nha. Cái nước dùng ưng rồi đó. Ở đây thì chị ơi em mời cái đó. Dạ dạ, em cảm ơn nhé. Ở đây ăn kèm đó thì chỉ có đúng một loại nước chấm thôi các bạn ạ. Ăn kèm thì có một loại nước mắm chấm thôi nè. Cái mắm này người ta pha sẵn cho mình, nước mắm ớt. Cay ha, tính là người Huế ăn cay nha các bạn. Người Huế ăn cay nha. Nhìn cái hũ mắm ớt là biết ở đâu liền rồi nha. Đấy, rồi em cảm ơn chị nhé. Rồi, bắt cái canh vào là xong. Bánh canh cua, cái vị của người bánh canh cua của người Huế á, thì nó cũng cái vị nó na ná như bánh canh cua Quảng Trị các bạn. Một chung canh hả? Dạ. Vâng. Dạ. Đấy, mất công có chanh mới bắt thêm miếng. Đồ chanh hôm nay nhiều nước ạ. Thôi đủ rồi. Cái vị nó cuốn như thế này. Nó rất là ngọt và đậm đà. Đây là cái phần càng này các bạn này. Đây là phần càng cúng nha. Phần như vậy thì mình thấy có khoảng 5 cái càng cúng, 4-5 cái càng cúng.
Đấy, nói chung là một phần là sẽ có khoảng bấy nhiêu cặn cúng đó các bạn ạ. À. Nhìn chất lượng ha. Ở dưới này có một sợi rác nha. Thực ra anh bánh canh cua các bạn, mình nghĩ là ăn bằng cái bột này là hợp nhất ạ. Lúc này ở trong này thì mình thấy có thêm một cái phần được gọi là cái phần bánh quẩy các bạn. Các bạn có thể để lấy chấm cái bánh canh này cũng ngon nha. Quả cục tuyết to trà bá. Cái khu đường Bản Kiếp này là một cái khu đường ẩm, một con đường Bản Kiếp này là cái con đường rất là nổi tiếng ẩm thực luôn. Các bạn đi bước vào con đường Bản Kiếp này là một con đường nguyên, một con đường Bản Kiếp là bán đồ ăn luôn. Và thường thì cái giá bán ở cái đường Bản Kiếp này thì nó cũng khá là bình dân, nó cũng xem nhau á. Vì cái khu này là bản thân của nó là bán cho sinh viên các trường đại học gần đây á. Cho nên nếu các bạn có ăn uống mà vào cái đường Bản Kiếp này thì cái giá nó sẽ bình dân hơn so với những con đường khác. Đây các bạn này, cái sợi bánh canh này to chả bá lừa luôn. Cái này là quán gọi là sắt bằng tay á, làm thủ công nên sợi to sợi nhỏ không đều nhau. Sợi nó to thì còn dai, còn sợi nó nhỏ thì mềm. Vừa dẻo vừa dai. Cái đầu tiên mình thấy là cái quán này nó cho rất là nhiều bánh canh nha. Người ta cho nhiều bánh canh lắm. Cho nên là mình nghĩ là ăn no và là bao no luôn á. Nãy giờ mình làm cái chén nước chấm này mà hầu như mình không cần chấm, mình thấy vừa ăn rồi các bạn. Mà thứ người ta nêm trong cái tô này nó vừa ăn nè. Nhưng mà thôi mình làm cái nước chấm này mình chấm thử một cái. Đây là nước mắm mặn. Càng cũng chấm nước mắm mặn. Sau khi chấm chậm nói biết thì đừng chấm, không chấm ngon đâu. Trứng cút. Nói chung cái nước ở đây người ta làm nhiều lắm. Cái quán này thì nó chiều bắt đầu nó bán. Lúc này khi mà mình mới tới, người ta ngồi là kín hết bàn luôn. Xong mình phải đứng mình chờ một lúc rồi mới đầu mình mới có bàn mình vô mình ngồi. Và lúc này chỉ nói là hôm nay trời mưa nha. Hôm nay trời mưa cho nên là nó cũng vắng bớt á. Chứ bình thường nó đông. Đúng là quán nào mà nó đông nó cũng có nguyên nhân của nó các bạn ạ. Đây chỉ đến cái phần có thể nói là chất lượng nhất cái tô nè, nhưng mà có vẻ khó nhằn nhất cái tô. Đây là cái giò heo. Giò heo rất là lớn. Cái này nha các bạn, có một cái điều mà nếu mà nhìn quan sát tinh thì là biết liền nha. Ví dụ như giò heo mà ở đâu mà dùng giò heo nước ngoài nhé. Mình không nói đa số nha, hầu như là cái giò heo người ta cắt rất là vuông vức, rất là đẹp. Còn đây là chặt bằng dao này, thấy nó lợp chởm này, tức là nó không có đều á. Nó không có đều, không có góc cạnh á, là biết là giò heo này là mua về trong tự làm tự chặt. Đấy, chặt gọi là giò heo nóng ấy. Cái này là chủ quán không nói, mình chưa lần thôi, mình chưa lần rửa trên calamen rỉ.
ăn cái này đến khúc này thôi, vô tay chút xíu nha. Cuối cùng mình thấy cái này, thấy cái chén nước mắm có tác dụng các bạn. Đây. Muốn quýt miếng ớt lên mà không dám. Mời cả nhà. Cái giò này thì có giò gân và giò nạc nha. Các bạn ăn nào tùy nha. Quán này các bạn, mình thấy mọi người làm trong cái quán này chủ yếu là gọi là người trong gia đình nhá. Nói tiếng Huế hết luôn. Mình vô mình đứng ở cái quầy mà hồi mình quay mình thấy rạch nói tiếng Huế luôn. Người Huế nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Mình biết các bạn như thế nào nha, còn riêng mình nhá, mình rất thích nghe giọng Huế. Người Huế nói chuyện cực kỳ nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, êm tai. Mê gì đâu á. Ăn cái này thì hơi vô tay nhưng mà không nhìn lại cái giò gân này đã thiệt. No nha, nói chung là một tô này là ăn no nha. À, rồi nha các bạn, nói chung như vậy thì mình cũng vừa mới thưởng thức xong cái bánh canh ở đây. Ở đây thì đây là một cái quán bánh canh nó chuẩn gốc Huế rồi, bánh canh kiểu Huế. Có thể là bánh canh cho người Huế nấu thôi, chứ thực ra mình nói một câu nghiêm túc là mình cũng không có, mình cũng chưa rành về cái vụ là phân biệt bánh canh Huế nó khác với lại bánh canh Sài Gòn hay là bánh canh của miền Nam nó như thế nào, mình nghĩ chắc nó khác về cái khẩu vị. Nói chung các bạn nào mà rành về bánh canh có thể vô vote cho mình một cái đánh giá phân tích cái nó như thế nào nha. Như riêng về việc này thì chắc mình phải học hỏi thêm mà. Ở đây thì về giá thì tô thì từ có 30 đến 50, mình thấy nó khá là chất lượng nha. Phát chất lượng ở đây thì ăn là gọi là no luôn, bao no luôn ạ. Tô 30 là mình thấy ở đây có một cái điều là người ta cho bánh canh nhiều. Bánh canh bột gạo nó rất là dai, nước dùng rất là đậm đà, dịu, nó không có bị mặn, ăn rất là ngon. Gì không ta. Ở đây thì còn thêm cái phần bánh này các bạn. Khuyến cáo với các bạn là tới đây ăn thêm phần bánh này nha. Bánh này ăn rất là ngon. Bánh bột lọc bát chuối. Cái bánh này hồi nãy mình bóc ra mình ăn không một mình thấy ngon, cần chấm vào cái bánh canh này như vậy. Người ta nên vừa ăn luôn rồi. Bánh bọc này thì một bọc là 30.000. Nước thì từ 15 đến 25.000. Phục vụ rất là nhanh. Rồi các bạn nói chung là nếu bạn nào có thích ăn món bánh canh hoặc chưa từng ăn món bánh canh của người Huế thì một lần nào đó đi ngang qua đây có thể ghé quán thử nha. Còn thì bây giờ này chắc mình chỉ chắc là kết thúc ở đây nha. Chào hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Đừng quên like video và để lại ý kiến của các bạn về món ăn ngày hôm nay nha. Ăn tô này no nha các bạn, no. Người ta cho rất là nhiều bánh canh.